Hi, xin chào bạn. Đây, chúng ta sẽ đến một buổi trưa ăn tại shop nha. Rùa ớt bắp mang, nói chung là các loại mang cá. Các bạn đang xem các chú ớt bắp mang ăn nha. Quá nhập. Đây. Bên này cũng đang ăn. Một bài này là đang một đợt rồi đó. Lúc tiếp tục ăn nhiều lắm các bạn. Chai đây. Miên bảo tí nữa ăn phòng ban. Ồ, chưa nhảy. Con rùa ra rồi đó. Đâu? Hả? À. Bỏ vô. Còn cá gì cơ mà. Đợi chút. Quăng đại vô đi. Đợt nát mơm đợt xì. Đó thấy ăn xì. Bạn đang xem rùa đá Nhật ăn như các bạn. Đó. Ai cầm mong mang tạm đợt. Thì nên sốc thiệt ao nát xì thôn mà đang ở bên bật chư. Mình đầy tế. Quăng vô là ăn liền. Hết cũng ăn nè. Đây. Chú hết này ăn được khoảng 2 đến 3 con cá rồi đó. Tất cả các thú ở đây các bạn muốn mua đăng ký đặt hàng với shop nha. Đây ngon rồi. Ok. Miên còn rục bông. Miên ôm còn rục bông miên. Tại giờ em bây buồn ngay mình ban á. Hùa bạn bông nữa nỉ. Cho kia cái màu bạn chớm mình bông tơ bênh á. Cái mà các bạn là gồm cố sọc nha. Trong xô tẩy tí sạch ấy. Trong xô tẩy tí sạch ấy kế. Đang chờ rùa cua sọc ăn. Rùa cua sọc sa baby nha các bạn. Anh mấy con bị mất nữa. Tên nè, tên nè. Ui, lấy con cá này đâu. Xô mưa tích. Hà liter bông ớt hay ôn. À bán bông ớt hả? Đợt nó ngay, bông nên đợt thòm đây. Anh lấy kéo cái này vào bên kia giùm em cho rùa anh. Để mấy con này anh cho nó ăn đi. Lát nữa mình sẽ cho các cha bé cấp lên bữa ăn nha. À, liên tơ bông lũa hả nè. Bông miên tình đại con đây. Đại con cơ bật miệng, đại con cơ bật xa mình tên. Để xúc thiệt thôi. Chỉ bữa, chẳng thấy ôi á. Đây là gùa lưỡi dao các bạn. Ừ nhỏ. Đây. Là sườn bỏ vô là dí theo lớp liền. Bên này bụng vàng nha các bạn. Bông nó sọc na đá. Nhưng bán hàng nước Việt Nam bông. Nhưng tiếng nhầm nước bộ tớ bọn anh cũng bọn tớ bây buồn ngay. Nhưng do ai bọn anh nâng bạch được free không bình ao ấy ná. Ta xem cái bé của cô sọc ăn nha. Đó. Bọn nó khai bọn chị cô sọc baby. Tiếp đến là cái chú gù căm nha các bạn. Mưa cầm cục rồi cầm hàng. Đó. Bóc bông hiện thùng tí ôn, lấy đưa con xong bóc giùm em đi. Dành nhau ăn. Bông nó xoa pi cơ ba tiết lên khổng đá ở toàn khám ấy ná. Chắc lên khổng đá. Bỏ cho ba là tu chim nó ở đây, mà bóng tất bông bật ao. Bỏ lại cho ba tu chụp bọc đó cô ở nó ngơ. Kiện ngay bông tơ bông chắc cho ta ao, chắc là lấy thùng sắp ai bông á. Nước nhiều quá nặng tới. Ăn tới. Ừ, đợt. Mình đợt chớn á, ai cầm mỏng ban á. Kéo rùa qua đây hết. Đây là rùa tai đỏ mài vàng các bạn. Bông của con. Tai đỏ mài xanh. Miên nè. Đào đi tới nó bán đồ. Ôi mùi chật bài sập tu chứ nó mày thôn mê.
Cái lụa nát, ai cũng màu ban. Shop size 56 rồi nha các bạn, size lớn rồi đó. Giá cũng như cũ nha, không gì thay đổi. Các bạn thích mua để đặt hàng với shop nha. Rất là màu xanh. Đây là một bé gù câm đang cá. Rất khi thế. Tay đỏ mai vàng, mua bán đồ anh các bạn. Không muốn mớt cũng đang ăn. Còn ớt cho ăn chưa? Chưa, đợi xíu. Không chịu ăn, em like mà lời gỡ mới được. Các bạn xem nhé, theo dõi kênh YouTube của Vé Shop nghe. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.